Vì sao Bắc Kinh sớm bộc lộ kế hoạch ủng hộ Tô Lâm thay Tổng Bí Thư? Cho thời điểm hiện nay, chuyện Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng có vấn đề về sức khỏe phải nằm điều trị Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 Hà Nội nhưng không phải trọng bệnh là vấn đề khá rõ ràng. Trên mạng xã hội có hai xu hướng khác nhau, thậm chí là đối nghịch lẫn nhau. Xu hướng thứ nhất thì cho rằng Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng bị tái phát căn bệnh đột quỵ hồi năm 2019 tới mức ở tình trạng mê mê tỉnh tỉnh, thậm chí ở thể trạng nguy kịch. Xu hướng thứ hai thì cho biết Trọng ở mức chưa phải đến mức hôn mê mà chỉ ở mức cấp cứu tích cực. Ông Tổng Bí Thư già nua Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào tháng 11 năm 2022. Mới nhất trên trang Facebook Hậu Cung Đình tiết lộ, mình công chú ở quê năm nay 80 tuổi bị hen suyễn nhiều năm. Vừa rồi trời lạnh, chú mình dậy sớm bị nhiễm lạnh nên khó thở. Gia đình đưa chúng mình vào viện lại phát hiện có khối u nhỏ trong phổi. Các bác sĩ nói cần xạ trị và loại thuốc mới. Chú vẫn nói và nghe nhưng cách ly do sợ nhiễm trùng không khí. Ai thăm chú hôm nay có thể nhìn qua kính. Chuyện này tình cờ trùng không liên quan gì đến Tổng Bí Thư đương nhiệm nhé. Thông tin vừa kể trên cơ bản giống như các thông tin đang được lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây. Tuy nhiên giả thiết Tổng Trọng giả chết bắt quả để thử lòng đàn em được giới trí thức phản biện trung thành, thường xuyên nhắc tới với mục đích nhắc nhở những người không muốn mất 7,5 củ tiền phạt hay dính tội danh theo điều 331 Bộ Luật Hình Sự vào năm 2015. Câu chuyện lộng giả thành chân vẫn là một giả thiết đối nghịch với kịch bản giả bệnh, giả chết bắt quả. Gần như chắc chắn ông Trọng đã bệnh thật chứ không phải là đóng kịch. Điều đó đã được các hãng tin uy tín của phương Tây xác nhận. Theo giới quan sát, nếu ông Trọng bệnh thật là đúng, thì giả thiết cho rằng đằng sau việc ông ngã bệnh có bàn tay của Bắc Kinh cũng khó có thể loại bỏ. Trong quá khứ cách đây không lâu có không ít lãnh đạo Việt Nam từng phấn khích quá đà trong quan hệ với Trung Hoa Kỳ đều bị thần bại danh liệt. Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 ông Đinh Thế Huynh là một bài học tẩy liếp cho nên lần này Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng sẽ không phải là ngoại lệ. Nhất là trong thời gian gần đây quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc đang xấu đi rõ rệt. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm khi đang còn nồng ấm. Giới thạo tin cho biết gia lãnh đạo có thể thế chân ông Trọng từ lâu đã được Bắc Kinh chuẩn bị chu đáo theo một kế hoạch đơn tuyến và bí mật tuyệt đối. Điều đó hoàn toàn phù hợp với chính đánh giá của người thạo tin khẳng định Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm đang dựa vào Trung Quốc để nắm quyền lực cao nhất trong đảng. Vào ngày 10 tháng 1, Đài Á Châu Tự Do đưa tin Bộ trưởng Tô Lâm muốn Trung Quốc giúp đỡ duy trì vị trí cầm quyền tuyệt đối của Đảng Cộng sản, chế độ xã hội chủ nghĩa. Đài Á Châu Tự Do dẫn lời bản tin từ báo Công an Nhân dân của Bộ Công an Việt Nam cho biết, vào ngày 10 tháng 1 năm 2024, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tiếp kiến Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Ông Trần Tư Nguyên sang Việt Nam lần này nhân hội nghị đối thoại cấp Thứ trưởng về an ninh chính trị lần thứ nhất giữa Bộ Công an hai nước Việt Nam và Trung Quốc. Theo đó, trong cuộc gặp, Bộ trưởng Tô Lâm đã đề nghị với lãnh đạo Bộ Công an Trung Quốc giúp đỡ về lý luận và thực tiễn trong việc duy trì vai trò lãnh đạo tuyệt đối của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa, cũng như các cơ chế Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, chống tham nhũng, bảo vệ đối với vị trí cầm quyền của Đảng Cộng sản và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điều vừa kể chỉ là một trong muôn vàn các bằng chứng để chứng minh rằng từ lâu Bắc Kinh đã chuẩn bị một kế hoạch thay thế Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bằng một nhân vật thân Trung Quốc, thậm chí có thể là nhân vật sắt máu hơn việc duy trì chế độ toàn trị độc đoán của nhà nước Cộng sản Việt Nam vốn dĩ được đánh giá là một bản sao của Trung Quốc. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bên phải và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên. Một câu hỏi đặt ra là đó là tại sao Tập Cận Bình và ban lãnh đạo Trung Quốc lại vội vã bộc lộ kế hoạch đưa Bộ trưởng Công an Tô Lâm kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo giới phân tích, ngoài lý do Tổng Trọng đã bước sang tuổi 80, tuổi cao sức yếu đã hết giá trị sử dụng, việc công khai ủng hộ Tô Lâm là một thông điệp chuyển tới các cá nhân trong danh sách tham gia cuộc đua giành ghế cũng như các phe nhóm chính trị trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay rằng hãy coi chừng, chớ trái lệnh thiên triều. Cũng phải xin nhắc lại, vào đầu năm 2023 có tin cho biết ở thời điểm đó Bộ trưởng Công an Tô Lâm từng từ chối chiếc ghế Chủ tịch nước do Nguyễn Xuân Phúc để lại. Lý do thực sự là ông Tô Lâm muốn chờ thời để thay thế cương vị Tổng Bí thư của ông Trọng, chứ không muốn giữ chức Chủ tịch nước được cho là hữu danh vô thực, nặng phần nghi lễ mà không có quyền hành,
điều đó có nằm trong kế hoạch của ban lãnh đạo Bắc Kinh hay không? Tờ Thời báo .d sẽ gửi tới quý vị câu trả lời trong chương trình lần sau. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Vì sao Bắc Kinh sớm bộc lộ kế hoạch ủng hộ Tô Lâm thay Tổng Bí thư Trọng? Ai sẽ thay Tổng Trọng? Vì sao nếu là Tô Lâm thì sẽ là một mối họa cho Việt Nam? Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vắng mặt trong hơn 2 tuần qua. Việc này đã dấy lên những đồn đoán về tình trạng sức khỏe rất xấu, thậm chí đã nguy kịch của ông. Trong giai đoạn cầm quyền của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là điển hình của một kẻ ham hố quyền lực. Ông sẵn sàng ngồi xổm lên chính điều lệ của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông làm đảng trưởng để ngồi liên tiếp 3 nhiệm kỳ Tổng Bí thư. Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư luôn tìm mọi cách để triệt hạ những đồng chí không cùng phe trong đảng. Ông Trọng gọi họ là những kẻ ham hố hay tham vọng quyền lực và ông dọa sẽ không cho phép họ vào ban chấp hành Trung ương Đảng. Những cái tên như Nguyễn Tấn Dũng, Đinh Thế Huynh, Nguyễn Xuân Phúc là bằng chứng rất cụ thể. Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rất thân thiết với nhau. Công luận đánh giá chưa có thời kỳ nào mà tình trạng tranh giành, đấu đá quyền lực, mất đoàn kết nội bộ lại nghiêm trọng như thời Nguyễn Phú Trọng làm Tổng Bí thư. Nội bộ Đảng Cộng sản đã bị chia rẽ, tình hình các phe nhóm theo vùng miền, theo phe nhóm lợi ích khác nhau để tranh giành quyền lợi cũng như quyền lực. Do tham vọng quyền lực quá lớn, không biết đủ, mặt khác do Tổng Trọng đã gây quá nhiều thủ oán nên chuốc cũng rất nhiều. Bởi vậy ông muốn ngồi mãi ghế để làm ông trùm, vì chẳng may xuống ghế thì có thể bị phe khác quật lại ngay. Đó là lý do người ta nói rằng Tổng Trọng sẽ chết trên chiếc ghế Tổng Bí thư, bởi vì ông Trọng không dám nghỉ hưu. Nếu ông rời ghế thì các đối thủ trong đảng sẽ phanh thây ông ngay lập tức. Lời tiên tri này đến hôm nay đã trở thành sự thật. Cũng bởi ông Trọng không lường trước tình huống này, hoặc ông không còn đủ sức để thao túng nội bộ đảng, mà nhân sự kế cận như chiếc ghế Tổng Bí thư đến thời điểm này vẫn chưa có câu trả lời. Thời điểm hiện nay về nhân sự kế cận chức Tổng Bí thư, một số ý kiến cho rằng chỉ có ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm là người có kinh nghiệm đủ quyền uy, phù hợp nhất để mà kế nhiệm. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bị đánh giá là quá trẻ, thiếu kinh nghiệm, còn Phạm Minh Chính hay Vương Đình Huệ thì đều không có điều cần và đủ như Tô Lâm, đó là không có súng. Nhà báo Lê Đăng Văn Đoàn, một cây bút chuyên về chuyện bí ẩn nội bộ cung đình Việt Nam, trong bài viết Ông Trọng đang trong tình trạng hôn mê sâu phải không, đã tiết lộ như sau. Nếu ông Trọng ra đi đột ngột, ai sẽ thay ông nắm vị trí đầu đảng là câu hỏi mà giới chấp bu và thượng tầng chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đặt ra. Vương Đình Huệ là cái tên được đích thân ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu quy hoạch chức danh Tổng Bí thư khi đưa Huệ làm Phó Thủ tướng Chính phủ sang thay Hoàng Trung Hải và tráng men chiếc ghế Bí thư Thành ủy Hà Nội vào năm 2020, để một năm sau đó Huệ nắm ghế Chủ tịch Quốc hội. Ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bên phải và Thứ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Trần Tư Nguyên vừa gặp nhau tại Hà Nội. Hai bên đã có thỏa thuận tương hỗ. Nhận xét về cuộc chạy đua ngấm ngầm ở vị trí Tổng Bí thư, theo nhà báo, còn có các nhân vật khác đầy tham vọng như Phạm Minh Chính, Võ Văn Thưởng và Tô Lâm. Trong tứ trụ hiện nay, ông nào cũng có tì vết cả. Vương Đình Huệ được cho là say mê ca hát và gái vú, thiếu chuẩn mực của một chính trị gia hàng đầu. Vào năm 2019, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vướng tin đồn tình ái với ca sĩ Hương Tràm. Phức tạp hơn, mạng xã hội lại cho rằng Hương Tràm mang thai và mang con sang Mỹ để sinh, sau mấy năm mới về Việt Nam. Về khả năng vươn lên vị trí số 1 của đảng đối với ông Phạm Minh Chính và Võ Văn Thưởng, nhà báo Lê Văn Đành viết như sau. Phạm Minh Chính bị seri đòn về các vụ án xảy ra ở Quảng Ninh và nhất là bê bối dính líu đến bà trùm IC Nguyễn Thị Thanh Nhàn. Võ Văn Thưởng tương đối sạch sẽ hơn, nhưng điểm yếu là non trẻ, chưa đủ lão luyện để cầm đầu đảng và không phải là người Bắc có lý luận. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, một ứng viên sáng giá cho chiếc ghế Tổng Bí thư, mặc dù ông này có rất nhiều tai tiếng. Vẫn theo nhà báo Lê Văn Đoành, có một chi tiết đáng quan tâm liên quan đến Võ Văn Thưởng. Theo đó, Thưởng được các lãnh tụ Cộng sản miền Nam như Nguyễn Minh Chiết, Trương Tấn Sang, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Xuân Phúc, v.v. ngầm liên minh ủng hộ. Đặc biệt, đây là lần đầu tiên hai ông Tư Sang và Ba Dũng kể vai sát cánh bên nhau, thân mật trong một khuôn hình. Nhà báo Lê Văn Đoành bình luận tiếp, tóm lại rất nhiều kịch bản trên lý thuyết, còn thực tế thì Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 sẽ triệu tập phiên họp bất thường đặc biệt để chọn người nắm vai trò Tổng Bí thư. Tin cuối cùng, Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đang vận động để tranh ghế Tổng Bí thư.
nếu như Nguyễn Phú Trọng chút hơi thở cuối cùng. Việc các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay vẫn dựa vào Trung Quốc để nắm giữ và duy trì quyền lực là điều phổ biến. Bài học Tổng Trọng lật ngược thế cờ một cách ngoạn mục trước Đại hội khóa 12 là một minh chứng cho điều đó. Do đó, việc Bộ trưởng Công an Tô Lâm được ban lãnh đạo Bắc Kinh ủng hộ ngồi ghế Tổng Bí thư là một khả năng, như cố Phó Thủ tướng Nguyễn Cơ Thạch từng phát biểu trước đây là Việt Nam sẽ bước vào thời kỳ Bắc thuộc lần thứ ba, nghĩa là chính quyền Việt Nam sẽ sắt máu và lệ thuộc vào Trung Quốc gấp vạn lần hôm nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Ai sẽ thay Tổng Trọng? Vì sao nếu Tô Lâm sẽ là một mối họa cho Việt Nam? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.